Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay mình quay mùa đông cho cả nhà xem. Đó, xong rồi cái cập nhật tình hình mùa đông ha của ngày hôm nay ha cả nhà. Tuyết rất là nhiều luôn. Này là mé này là mùa thu á, mình thu hoạch ớt và mé bên kia là gì ta, dưa leo chanh nè, rồi ớt nè, rồi eggplant là cà nè, cà chua nè, mé chỗ này rất là nhiều. Đấy, mình quay vòng vòng chỗ mùa đông cho cả nhà xem ha. Xong rồi mời cả nhà quay ngược lại thời gian của mùa thu, mình thu hoạch trái cây nhé cả nhà. Let's go ho bi. Hello, chào cả nhà. Cả nhà ơi, hôm nay Nhung Hà lại cầm cái nia và cái mẹt. Và cái này cái nia, cái này là cái rổ. Trời ơi cả nhà ơi, hôm nay đi hái một ít ớt nha cả nhà. Trời ơi, ớt nó chín quá chừng luôn. Ớt cay, ớt ngọt, rồi cái gì tùm lum hết trong vòng vòng đây. Mình đi thu hoạch thôi cả nhà ơi. Mình thấy hôm nay là trời hơi mưa, mà bây giờ nó tạnh rồi. Bây giờ xem có cái gì thì thu hoạch được thì mình sẽ đi thu hoạch nha cả nhà. Let's go cả nhà ơi. Bên đây nè, trời ơi ớt bắt đầu chín cả nhà ơi. Có mấy trái ớt đỏ bên đây nè. Trái bên đây thì chín cho ta. Trái này chưa chín nè, trời ơi nó lạnh, công nhận mưa xong nó lạnh 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 lạnh. Những cái trái ớt, trời ơi đã thiệt chứ. Bên đây là trái ớt đỏ nè. Đây đỏ chín rồi, trời ơi ham chưa nhà ơi. Hôm nay chín đỏ trơn cả cái cây này luôn rồi. Đó, trái đỏ nè, wow, để thử cái trái ớt đỏ này hôm nay chín đều ghê luôn rồi nha. Đỏ thiệt là đỏ luôn. Rồi tìm được hai trái ớt đỏ rồi nè. Ồ, còn trái này ớt đỏ này ngon chưa nè. Hai trái này luôn nè, trời ơi siêu to khổng lồ luôn. Cô cũng nhìn cái ớt này, một cây đúng hai trái bự luôn cả nhà ơi. Trái này nó hồi đỏ đỏ lát nè, ăn thử trái này ngon không? Ớt chuông siêu to khổng lồ luôn cả nhà. Con trái bên đây nữa nè, đó nó đang đỏ nè. Mình tính là để cái, nói chung là để cho nó chín thiệt chín cái trái này đặng mình làm giống cả nhà. Tại thấy cái ớt này nó bự ghê luôn, chắc mình để mình làm giống. Còn trái này lát nữa ăn thử xem, đó. Rồi đỏ mình hái luôn nè. Đây. Cây này bây giờ đỏ nhiều dữ rồi ha. Đó, cái giống này ngọt lắm cả nhà ơi. Nhìn nó giống ớt cay vậy đó, chứ nó không có cay đâu, nó ngọt lắm. Giống này bác hàng xóm mà năm ngoái tặng nha Nhung Hà. Xong rồi cái, ôi rồi xong. Mình hái sao thành ớt xanh luôn rồi. Trái nó đang còn non, hư ghê. Đây, cái cây này thì năm nay mình không có để cái giống. Tại vì nó gần cả cái cây ớt cay rồi nha. Ô. Ngọt quá. Ngọt dễ sợ luôn. Ngon quá. Đây có hai trái này. Hai trái này cũng hái được rồi nè. Trời ơi ham chưa nhà ơi. Nãy giờ trời ơi đã chưa. Lát nãy hái xong ăn thử trái hay cả nhà ha. Con này ớt sô cô la hả? Ớt này ớt gì ha? Màu giống sô cô la quá. Ớt sô cô la càng ngon rồi nhà ơi. Mình mê cái ớt sô cô la cực kỳ luôn. Bắt đầu đổi màu rồi. Nó già rồi ha. Thôi, hái rổ ớt rồi nhà ơi. Ớt siêu ngon luôn. Hôm nay mình hái một mớ mình qua mình tặng chị bạn à. Người người Hoa nha. Chị á hả, rủ mình qua hái hái nho rồi nhà ơi. Chị cho một ít nho về ăn nên là hái một ít rau củ qua tặng chị. Rồi trái hàm chưa, chị cũng mê ớt ngọt lắm nên mình hái một mớ. Trời ơi, công nhận ớt năm nay của Nhung Hà ngon đệ nhất, ngon luôn á, mà nhiều đệ nhất, nhiều luôn, vừa nhiều mà vừa ngon. Trời ơi, cái trái này đã chưa. Nguyên cả rổ luôn, hôm nay hái đã luôn nè. Để dành mấy trái ăn, còn mấy trái mình tặng chị bạn mình. Hai trái này luôn nè, đó. Ủa, trái này bị gì rồi? Trái bị gì rồi cả nhà ơi? Mé cái cuốn thôi, chứ cái này mình thấy còn cứng lắm, không sao đâu ha. Trái này được nè. Trái này mình hái luôn nè, đó. Rồi, cả rổ ha. Chưa ba trái này đây, ít bữa chị trồng lên hái. Còn bây giờ trái hái hùm hùm, được mấy trái mình hái rồi đó. Trái nhỏ nhỏ này mà cũng đã chín rồi ha. Này cũng ớt ngọt luôn cả nhà ơi, ngon lắm. Trời ơi, trái gì chà bá lửa luôn. Quá đẹp chưa. Trái
ớt đỏ này ngon nè. Wow, con trái màu cam ở đây mình hái luôn nè. Rồi, hái rồi, nhiêu đây được rồi đó. Đã rồi, trời ơi, trái bự bự không. Ham chưa nhà ơi. Ăn ớt đã thiệt luôn nè nhà ơi. Xem trái ớt này nó siêu to luôn nè. Wow. Trời ơi. Cây này được có hình như lần trước mình có ăn mà nó đang còn xanh thì phải. Nó cũng ngọt lắm mà không biết bây giờ nó chín là nó ngọt hơn hay không. Cái trái này là để dành nướng thịt nướng đồ trong xã ăn. Ăn thử cái khúc chín này xem nè cả nhà. Mời cả nhà nha. Trời, chưa ăn mà nhớ cả nước miếng. Thịt lên là thiệt là nhiều luôn, ngọt. Nhưng mà hôm nay mình thấy cái ớt này chín ngọt hơn nè. Mình thấy cái ớt đỏ đỏ này hôm nay ngọt hơn cái ớt này. Ớt này cũng ngọt mà thua luôn à. Ngọt mà nhạt hơn tí xíu. Ngọt mà đậm đà hơn tí xíu rồi nhờ. Đúng rồi. Ngọt đậm đà hơn. Nhiều nước. Ngọt mà lạc hơn cái này một tí xíu. Nhưng mà vẫn ngọt nha cả nhà. Nhiều nước mà thịt quá trời ngon. Cái ớt này ngon. Ngon quá. Ớt này là ớt Thái á cả nhà. Khi mình không có để ở ngoài lâu được nên là thường thường mình cứ thấy nó hơi đỏ như vậy nè, mình hái vô xong rồi mình cứ để ngăn đá mình ăn từ từ rồi nha. Nó không có bị hư mà nó vẫn giữ độ cay bình thường. Nó ăn cay dữ dằn lắm, ớt nó cay ghê mà nhà, ớt Thái á. Thôi hái cái này lâu quá. Ôi thôi. Khi nào rảnh hái cái ớt này nè, ớt này hái lâu lắm. Quá chừng mấy anh đây nè, quay cho mọi người xem ha. Khi nào rảnh chạy ra hái đi. Cái ớt này nó siêu lâu. Ô cái ớt này cũng chín luôn nè, ớt này cay siêu cay luôn nè cả nhà ơi. Cái loại này trái to nè, hái nhanh hơn trái nhỏ hái lâu. Thấy nó bự mà nó cũng vẫn rất là cay. Trời ơi mình để riêng không thôi lộn, mình tặng bạn mình là ăn không nổi đâu, cay lắm. Chín rồi đó. Để riêng cái mẹt này nè, đó là ớt cay. Trời cái này mà tặng bạn. Lỡ mà ai mà ăn trắng cắn mà trúng một cái chắc tôi đây. Nhìn cái mặt mình chắc trốn luôn á. Có nói bà Nhung ơi bà ác quá. Bà cho tôi ăn ớt cay, bà nói ớt ngọt. Nói mình xạo cái lần sau cho ớt ngay ăn hết á. Nên là chắc mình phải để riêng cái món này ra này. Tại thấy nó còn dài dài giống như ớt ngọt ha. Thôi tự nhiên hái bên đó bên đây cũng ghiền. Thôi qua cái trái bự này hái nè. Trái nhỏ nhỏ kia lát ít bữa hái cái cây nhỏ nhỏ đó cũng ớt Thái của chị Vinh mình thì cuộc sống Mỹ tặng Nhung Hà nha. Hai cây luôn á. Mà cái trái nhỏ nhỏ nên là mình cũng lười hái, khi nào rảnh á mình cứ chạy ra mình hái. Mình bỏ vô nước mắm này nọ gì đó. Trời ơi nó cay dễ sợ lắm. Đó, được mấy trái ớt nha. Thái mấy anh đây. Chín hết trơn ha. Đây nè. Wow. Cái này dầm nước mắm ăn ngon lắm. Mình hay dầm xong mình thả quả trứng vô. Luộc dĩa rau nữa. Trời ơi, ăn đơn giản vậy thôi mà ngon dễ sợ. Rồi. Được một nhiêu đây ớt cay mình để riêng. Ôi ôi cả nhà xem nè. Đó. Đó. Wow, trái ham chưa? Đây nữa nè. Đó. Ham dễ sợ chưa cả nhà? Nó. Dưa. Dưa này là dưa. Dưa leo chanh cả nhà ơi. Đó. Khi nó vàng vậy là phải gọt vỏ nè. Còn mà khi nó nhiêu đây á, là ăn được vỏ nè nha.
chứ nếu mà để nguyên vỏ ăn như vậy thì nó hơi gọi là nó hơi sẫm sẫm, thấy da nó hơi già đó, quá chừng luôn. Đây nữa nè, đúng không, trái này, trời ơi trái này úi tròn quay mà nó còn bán cưng chưa. Đây nhà xem này, nó đẹp ghê luôn á, công nhận năm nay Nhung Hà rất là ưng ý cả cái ba thùng này. Bên kia đằng kia nhà thấy trái bên đó chưa, quá chừng trái luôn. Mà hôm nay mình hái nguyên cái mẹt này được rồi, ngày mai mình hái tiếp cái mớ bên kia đó. Đó, trời ơi, wow, hôm qua chị tặng chị một mớ. Trái này bị gì đó, trái này già rồi hái luôn đó. Wow, ngon dễ sợ luôn nhà ơi, mình mê hái cái mớ mé cây này thôi, xong rồi ngày mai hái cái cây bên kia tặng bạn khác đó. Hôm nay thì tặng chị bạn mười hoa cây này. Đó, cây này được nhiều trái bự bự mình hái. Đây trái này nè, trái này ok hái luôn nè, đó, cũng được một mẹt nhỏ rồi nha. Ngày mai hái một mớ bên kia tặng chị bạn người Hàn Quốc, còn hôm nay thì tặng chị bạn người Hoa. Mình có ăn mấy đâu mọi người ơi, mình trồng cho vui rồi quay cho mọi người xem thôi, chứ mình ăn trái hai trái ba trái là mình cũng ngấp ngựa rồi. Mà hang quá hả, tự nhiên muốn hái trái nữa. Trời ơi trái trái này nè, wow, trời ơi nó vàng đẹp chứ nè. Ui nhà xem nè, trái này nó vàng cứng quá hả đó. Ôi ngày mai hái tiếp như vậy nha, hái thùng mẹt như đây được rồi, để tặng bạn khác nữa. Qua bên đây mình quay cho cả nhà xem là Nhung Hà có được mấy trái dưa Kiwano ở nhà ơi. Đây nè, đó, chúi nó gai góc nhìn ghê hả. Wow, dễ sợ chưa, nó gai gì đâu mà dữ dằn thiệt luôn cả nhà. Đó, Nhung Hà có trái bên đây nè, nó nhỏ ha, nó không bự giống người ta trồng trái bự ghê, Nhung Hà trồng sao trái nhỏ xí hay xí à. Nhưng mà cũng được mấy trái ở nhà ơi, à, 1, 2, trong này 1 trái nữa là 3, 4, dưới kia 3 trái nữa là 7 trái, đây trái là 8 trái, chừng nào mới được ăn ha. Hình như là mình nhớ mãi mãi là khi nó chín là vàng vàng thì phải, để cho khi nào vàng chín hái ha. Ôi, cái trái này lung lặng dưới đất coi nè, không biết ngon không nữa. Ồ, hình như có trái này đang đậu nữa gì nữa cả nhà ơi, thấy cũng nhiều quá ha, nó đang bò ra nữa nè cả nhà, không biết có trái nào nữa không. Em hiền của sóc Úc á, em nói chị Nhung ơi, chị trồng thử dưa Kiwano ăn thử đi chị Nhung. Đó nên mình mua giống về mình trồng thử cả nhà. Trời ơi, hai trái lê lơ, ôi hai trái lê rớt rồi, chín rồi chín rồi, wow, trái rớt đây nữa nè, đụng cái nó rớt trái lê, trái lê chín mẹ nhà ơi, hai trái lê chín, trời này xanh, trời ơi, ôi chín luôn, nè chín luôn, wow, hôm nay thu hoạch lê luôn mẹ nhà ơi, có lộc ăn nè, đó, đừng trái lê chín nữa. Vậy là được mấy em lê đỏ, vậy là chín luôn rồi đó cả nhà, hết rồi đó. Được có mấy em lê đỏ à. Thôi, trái đó mình trái già quá mình để lại. Thôi, ba em lê đỏ mà khi nó chín là nó hơi hồng hồng rồi nhà ơi, chứ nó không đỏ. Đây, mình thấy con trái bị ngòi, bự ơi bự luôn rồi nhà xem nè. Wow. Trời ơi quá đã, bên kia có một trái bí ngòi vàng, nó đang lớn dần. Nhưng mà có trái này nè, bự ghê luôn, hái trái này đi. Đó. Đây, trời ơi. Đó, có chị sợ lớt mấy đây nè. Đó, chị đang bu kìa. Phải lụm chỉ liền, không thôi là chị đẻ trứng kìa nè. Chị đẻ trứng cái gì đây nè. Đó, nguyên về trứng kìa kìa. Úi dồi ôi, ghê không. Đó. Trái này bị đẹp kìa nè. Hai cái chị này luôn ha. Trời ơi cái này ăn ngon lắm mà, nhiều như cỡ vậy nè cả nhà. Ăn ngon dữ lắm. Đó. Rồi. Được ba trái bí ngòi nữa nhà ơi. Wow, bên đây có trái dưa leo ngon chưa? Hai trái này leo này luôn. Wow, trời ơi cái trái này nó chà bá lửa luôn. Không để ý là nó bự chà bá luôn. Đó, đây có trái nữa nè. Tham chuyện nào ơi. Có trái nào nữa không? Ờ, có trái này tròn ủng ở đây nè. Đó. Hết chưa ha? Trái này sao nó không tròn ủng buồn cười quá, nó nhỏ tí à. Rồi,
cái này hái luôn nè. À, nó núp trong mấy cái lá xanh xanh này nè, nên là tìm tìm xem có trái nào cũng thôi là nó già mất uống. Ôi ôi cả nhà ơi, xem cái trái nè. Wow, chỗ này nó bự cho bá lửa luôn. Oh my god nè. Ôi, hái thôi cả nhà, nó bự quá rồi. Ôi cái này hả, à, xào phải bào cái mỏng ra xong rồi xào ngon lắm. Trời ơi, hai trái này cũng bự dữ thằng luôn rồi cả nhà ơi. Đây nè, đó, trời mưa hai ngày mình không ra kiểm tra mà nó bự dữ thần, nhanh lớn dữ he. Hôm nay năm nay bầu hồ lô của Nhung Hà quá chừng luôn cả nhà. Xem nè, hai trái bự chưa. Đó, còn trái sắp lớn rồi đó. Nhanh lớn ghê luôn á. Ôi giời. Rồi, hai em, trời ơi bự ghê. Cái em này mà mình không để ý là coi như ít bữa nữa nó cũng thụ lù luôn á. Phải để ý em mới được. Con trái đây nữa nè, trời ơi lá nó che mình không thấy. Đây nè, đó. Rồi, ba em bự dữ quá trời quá đất rồi cả nhà ơi. Đây nè, wow, đã chưa nhờ. Rồi thêm được bốn em nữa nè. Ôi nó nặng dã man nặng luôn, khổ qua nè nè. Đó, mấy ngày nữa chỉ lên là chà bá là vừa luôn rồi đó. Con trái này đang khoe sắc đây nè. Rồi nó ráo nước chút xíu mình thụ phấn. Wow, bí đao kìa. Bí đao là mình để cho nó già thiệt già luôn. Nó mình sang năm mình lấy giống mình trồng nữa. Đây nè cả nhà, bí đao Hàn Quốc đó, đựng trái này với trái kia bự rồi bự luôn. Con trái ở đây bự chà bá này nè. Wow, nó không thua năm ngoái luôn cả nhà ơi, nó chà bá lửa luôn nè. Wow, đã quá. Để xem có đậu thu không. Đậu ngày nào mình cũng thấy nó ra bông. Trời ơi, nó ra quá chừng trái đây nữa nè cả nhà ơi. Ồ, bí đao Việt Nam mình cũng được thêm mấy trái nữa nè. Ơi, đậu này. Đây nữa nè cả nhà. Ô trời quá đất cả nhà. Ai ông phụ nhưng mà không. Đậu này nó ra nườm nượp luôn á. Nhanh lắm. Đây cả chùm này nữa nè cả nhà. Đó, trái bự ghê chưa. Đang trái nè. Tìm đậu. Hết rồi. Bầu hồ lô đằng sau kìa cả nhà. Đó, năm em bầu hồ lô ha. Rồi lê đỏ nè. Đây là dưa leo chanh nè. Ớt đủ màu này ha. Lê đỏ. Cái này là gì? Dưa leo, bí ngòi, đậu, đậu vua. Trời ơi, quá chừng luôn cả nhà ơi, xem nè. Có hôm mình ăn một trái lê đỏ bự, thiệt là bự luôn. Hôm nay thì được 5 trái luôn cả nhà. Phải 5 trái không? Ồ đúng rồi, 5 trái nhưng mà được 5 trái lê đỏ luôn. Trời ơi, ham dễ sợ luôn. Mà hả, nói chung là lần trước mình có ăn rồi. Lần này thì nói chung là lê đỏ cũng ngon. Nhưng mà mình vẫn thích cả cái lê này hơn nè cả nhà. Đây, lê này là lê châu Á cả nhà. Không biết là Nhật Bản hay Hàn Quốc gì mình cũng không biết luôn. Mà rất là ngon. Đây, hai trái lê, đã chưa cả nhà ơi. Lê chắc là lê Mỹ quá cả nhà ơi. Lần trước mình có ăn cái lê đỏ và lê này mình ăn rất là nhiều lần rồi. Thôi để dành cho con nó ăn cả nhà. Rồi rau củ thì mình sẽ đi qua bên chị bạn người Hoa bên kia tặng cho chị một ít. Còn một ít là mình sẽ đi tặng Foodbank cả nhà, là chỗ từ thiện đó. Chứ chị ăn nhiều quá cũng không hết, nên là mình tặng mọi người ở dưới thị trấn đó, ăn phụ Nhung Hà đó cả nhà. Thôi video của Nhung Hà tới đây thôi. Tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Cả nhà ơi, tặng cho Nhung Hà một like, đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ Nhung Hà nhé cả nhà. Bye bye.